Kính thưa quý vị, người Trung Hoa và khủng hoảng kinh tế ở Ý. Anh Enrico Su yêu thích cách sống của người Ý. Anh được sinh ra tại Rome, cha mẹ của anh đều là người Trung Hoa. Và Enrico không thể tưởng tượng mình có thể sống ở bất cứ nơi nào khác. Anh Enrico cho rằng đi hay ở tùy thuộc vào việc bạn đang sống ở Ý một thời gian dài hay không. Riêng anh thì anh đã được sinh ra ở đây. Nền kinh tế chậm chạp của Ý có nghĩa là có nhiều người nhập cư Trung Hoa khác, những người không có mối quan hệ chặt chẽ với đất nước này như anh Enrico đang đóng gói và bỏ đi. Thuế cao hơn và sự gia tăng các biện pháp chống hành vi trốn thuế đang làm cho nhiều chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Hoa phải ngưng hoạt động. Bà Sonia Zhu đã sống ở Hồng hơn 20 năm và sở hữu một nhà hàng Trung Quốc. Bà nói rằng khuôn mặt của khu vực đang thay đổi. Bà Du cho biết, ngày trước, quảng trường Victoria như là khu phố Tàu, rất đông người Trung Hoa và các cửa hàng. Tuy nhiên hiện nay, nhiều cửa hàng đã đóng cửa hay bị bỏ trống hoặc đã trở thành các loại cửa hàng khác, không phải là của người Trung Hoa nữa. Nhiều người trong số những người bỏ đi đã mua vé một chiều để về quê hương. Ông Lombardo sở hữu một đại lý du lịch với người vợ Trung Hoa của ông. Ông cho biết đã có một suy giảm rõ ràng trong lượng khách hàng Trung Hoa, đặc biệt là các doanh nhân Trung Quốc, những người có các doanh nghiệp lớn nhỏ ở Ý. Và đáng chú ý nhất là con số người Ý đi đến Trung Quốc đã giảm 30%. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể đang chậm lại, nhưng triển vọng kinh tế của đất nước này khỏe mạnh hơn nhiều so với Ý hay phần còn lại của châu Âu. Thay vì trở về nhà, một số người Trung Hoa lên đường sang Hoa Kỳ và Canada. Và người Ý có thể sẽ hối tiếc sự ra đi của họ. Với một dân số già nua và tỷ lệ sinh sản thấp, các kinh tế gia cảnh báo nếu không có những người nhập cư, Ý có rất ít hy vọng thoát ra khỏi suy thoái kinh tế.